Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về nhau ha. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Em tên là Nhật Linh, em 29 tuổi, em sinh ở Sài Gòn và em làm công việc là kinh doanh tự do. À, mình kinh doanh gì vậy em? Em đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với chị, với lại chứng khoán. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lời đầu tiên em cho em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ ở bên phía đối diện và tất cả các bạn trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Chí Thanh, em 31 tuổi, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình. Ô sao hợp, hồi nãy bạn kia cũng tên Linh, bạn này tên Thanh, bây giờ bạn kia cũng tên Linh, bạn này cũng tên Thanh nữa. Dạ, em đang mở một công ty môi giới bất động sản ở tại Tân Bình. Ồ, có vẻ trùng khớp với nhau ha. Trời. Em quê ở đâu, thành phố luôn hả? Dạ, em quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. À, thấy là trước tiên là công việc cũng có một cái sự có liên quan trùng khớp, có thể hợp tác với nhau được ha. Và điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em tự lập, sống tự lập từ năm nhất đại học. Tuy là nhà ở Sài Gòn nhưng mà em cũng không muốn làm cho ba mẹ phải phiền lòng. Em muốn chịu trách nhiệm về bản thân mình 100%, cho nên là em dọn ra sống riêng tới bây giờ. Và cái thứ hai nữa là em có sự linh hoạt trong cái việc giải quyết vấn đề. Còn điểm yếu thì em nghĩ là em có một cái sự mù đường nhẹ. Ví dụ như một con đường em đi 10 lần em mới nhớ, nhưng mà đi đến lần, ví dụ như là đến 9 lần thì cũng chưa đủ, em phải đi đến lần thứ 10 em mới nhớ được. Ủa hiện tại là em ở một mình hả? Mình thuê nhà ở hay sao? Dạ em có nhà riêng rồi chị, em ở một mình. Giỏi quá ha, vậy là đã có trong công việc tốt, có nhà riêng. Rồi bạn trai bên kia. Dạ điểm mạnh của em thì em cảm thấy em nói chuyện thu hút, tính tình cũng vui vẻ, em thích cái gì nó vui vẻ một chút xíu. Cái điểm yếu của em là hay mất kiên nhẫn một chút xíu. Chơi mà thí dụ như ai mà để cho em chờ có chừng 15-20 phút là em thấy khó chịu rồi. Thà nói nửa tiếng đi thì để tôi chờ nửa tiếng, chứ đừng có để là cứ đứng tới đây kêu sắp tới đứng hoài không thấy đâu. Cái đó cũng có cùng tâm trạng chị, có nghĩa là chờ đợi thì hãy cho một cái cột mốc, sau đó thì mình có thể mình chuẩn bị tâm lý trước, đừng để cho mình trong cái trạng thái là mình không biết khi nào tới, thì lúc đó mình cảm thấy mình bị động lắm, thì em rất là bực mình. Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Hai mối tình là chị Tường. Mối tình đầu của em là hồi em mới thi đại học xong, em quen 3 năm. Mối tình thứ hai 4 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay? Quen mối tình nào thì em cũng nghĩ là mình từ từ mình sẽ kết hôn thôi. Lúc đó mình cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn. Giờ mà quen ai chắc cỡ chừng 6 tháng năm em cưới luôn. Rồi, ý bạn gái thì sao? Em nghĩ là khoảng 1 năm. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Thật ra thì em cũng có quen một hai người, nhưng mà sau một thời gian thì em nhận ra là nó cũng không phải là tình yêu thật. Cái cảm xúc của em á, em mong muốn là có một cái tình yêu nó mãnh liệt. Sau này thì em có hẹn cà phê với một số bạn để em làm quen á, thì thứ nhất là thấy em không được nữ tính. Có một lần á là em gặp một cái anh kia cũng đúng tiếp của em bề ngoài á, có nghĩa là vừa cao vừa trai, nhưng mà khi về em hỏi là ồ anh thấy cảm giác như thế nào, cái anh mới kêu là em cái gì cũng được, chỉ là anh ước gì là em bánh bèo hơn chút. Thì bây giờ mình cũng phải ráng, nhiều khi phải ráng nhỏ nhỏ bánh bèo tí xíu ha. Mình, em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình đó là phải cao, và cao khoảng trên 1m72, cân đối, không có hói. Ôi, giờ tôi nghe đứa tôi chán luôn. Không, có nghĩa là em định là em không nói cái chữ đó rồi, tại vì em có nghe có mấy lần chúng anh lên em định không nói rồi, nhưng mà tự nhiên chúng anh lên, chúng anh lên. Cô nào cũng thích không hói, mà tôi thấy cô nào cũng đi với ông nhiều ông hói chứ. Em bị ấn tượng bởi một bạn nam mà thông minh với là tinh tế. Thông minh là hay hối đó. Dạ đâu, em gặp cũng có mấy anh thông minh đó, nhưng mà chỉ là có mấy anh có vợ rồi thôi à. Em trai bên kia sao ngồi im re vậy? Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em trai? 80% chị ơi. Vậy là ngon lành rồi. Em không thích bạn trai là hút thuốc, uống rượu. Với nhỏ lớn anh chưa hút điếu nào em ơi. Dạ, với lại hay than vãn á chị. Cái mẫu người lý tưởng của em gái thế nào, nói chung chung thế rồi em? Không có, dạ em chào anh. Em không có ai lý tưởng trong cái hình mẫu tức em. Tức là thấy yêu là yêu, thương là thương đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn mẫu hình lý tưởng thế nào? Trước tiên là chắc ít chơi Facebook chút xíu. Có một thời gian đó là công việc ở đây em cũng cảm thấy là cũng không có động lực gì hết. Thì em đi du lịch 8 tháng thì lúc đó em tự ghi là tránh xa thế giới là người. Có nghĩa là em đi vào trong rừng, trong Úc, ở Úc là 3 tháng rồi em đâu có Facebook để biết gì. Em không có quan trọng cái việc sống ảo. Không phải, nhưng mà thí dụ em làm việc, em mua bán bất động sản phải lên Facebook em tìm. Dạ không, em là chủ đầu tư mà đâu cần lên mua bán làm gì. Không lên luôn. Người ta tự kiếm em mà. Ý em là cũng là người Facebook liên tục, nhưng mà ví dụ như em đăng hình căn nhà em lên thôi.
chụp khuôn mặt ra tự sướng, hoặc là chụp dễ thức ăn cái tự nói hôm nay sao mà trời đen quá, hôm nay trời mưa quá vậy đó. Em không sống ảo đúng không? Dạ, dạ. Cứ lên Facebook làm ăn là được đúng không? Dạ. Bạn nghĩ rằng hai bạn này nói chuyện với nhau được đó, bởi vì một người làm đất đai để mua để đầu tư, một bên là tìm người để bán. Ở đây là toàn là hai người cá tính nè, cô gái này cũng rất là cá tính, cũng khó đây chứ không phải dễ đâu nha em. Dạ. Em đang ở với ai? Dạ, em ở với ba mẹ của em. Nghe là bạn gái làm dâu chung, ở sống chung với ba mẹ mình luôn đúng không? Yeah. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không? Bạn gái em dạng hiền hiền chút xíu mà nói chuyện vui tính, khi mà buồn buồn á cứ nghĩ cách pha trò lên. Tại vì em cái công việc của em á, sáng nhiều khi 7 giờ sáng là khách hàng đi đặt cọc rồi, mình đang đi mình bận rộn vậy, bạn gái chỉ cần nhắn tin cho em cái câu là anh ơi hoặc là ông xã ơi, chiều nay mình đi ăn cái gì đó, anh có thích ăn hay không? Là trời ăn hoài cái bụng bự vậy mà cũng ăn ăn nữa. Rồi có tập thể dục, tập gym, tập gì không? Em định sang tháng em đi tập. Trời ơi, sang tháng nữa tập mà còn hẹn sang tháng nữa. Mình hỏi ý kiến người thân chút xíu coi làm sao. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, em chào anh Thanh. Em là bạn thân với lại Linh. Thật ra bạn em tính nó rất là tự lập, có lẽ là Linh với lại anh Thanh hợp với nhau để làm ăn. Còn trong chuyện tình cảm thì theo tôi nghĩ là lúc nào cũng phải có âm với dương, có nghĩa là một người nhẹ nhàng, một người mạnh mẽ. Còn nếu như mà cả hai người tính quá giống nhau thì chỉ có thể làm bạn được thôi. Cảm ơn em. Thanh đi với ai? Em đi với chị em với lại mấy anh em trong công ty của em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Yeah. Em là chị của Thanh. Em gái bên đây rất là dễ thương. Chị cũng là nữ. Chị thấy em như vậy thì thật sự là chị cũng có một phần gọi là khâm phục em. Và cũng rất thích cái tính cách của em. Không phải nói là như bạn em đã nói, tính cách đôi lúc giống nhau nhưng mà chưa chắc là đã không hợp nhau. Đôi lúc cái tính cách khác nhau người ta có thể thăng hoa lên rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân rồi, nói chuyện qua cái hàng rào này rồi. Bây giờ các bạn gặp nhau nói chuyện đi. Mở rào. Hai người đủ văn lĩnh để nói chuyện với nhau đấy. Anh tặng em món quà. Dạ em cảm ơn. Em tặng anh bức tranh này em tự vẽ. Cái này là trong lúc em đi du lịch đó, thì em thấy có một cái cặp hai vợ chồng già rất là hạnh phúc, thì em mong là em cũng kiếm được người già đến già như vậy. Tự vẽ nha, rất đẹp. Hồi nãy lúc mà em nói là em không thích bạn trai hút thuốc với lại uống rượu bia á, mà bây giờ em nhìn cái bụng của anh em phải hỏi lại là anh có uống rượu bia không? Thì anh nói cho em nghe vậy, cái công việc của anh thì nó bắt buộc phải như vậy rồi. Cái chuyện hút thuốc thì từ nhỏ đến lớn anh không có hút thuốc, rượu thì anh cũng không uống. Nhưng mà bia thì em hiểu đôi khi vui vẻ mình uống vậy. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được là cái người con gái đó không muốn mình nhậu nhiều nữa thì mình cứ giảm dần. Mai đi tập gym nha. Anh suy nghĩ sao về một cái tip mà con gái cũng không phải thuộc dạng như là thích châu chuốt về vẻ bề ngoài, với lại cái thứ hai nữa là cũng không phải là thuộc tề gia nội trợ. Nghĩa là em có thể nấu ăn được, nhưng mà em thích cái người đàn ông nấu ăn xong rồi em rửa chén hơn. Hai người cùng vào bếp thì nó sẽ hay hơn. Chứ là còn hơn là chồng xem tivi rồi chồng đọc báo vợ ở trong bếp, như vậy thì tội vợ mình lắm. Anh có thích đi du lịch không? Anh hay hùng vốn với lại khách hàng nhiều lắm, số vốn hơi lớn. Thị trường mà đóng băng một cái anh cũng giống như là stress lắm. Mà mỗi lần anh stress vậy thì anh thích anh đi du lịch. Anh hay lên Chevoca đồ này nọ, anh tìm cái tour anh đi. Giữa công việc với lại chuyện tình cảm hôn nhân á, thì em chọn cái nào hơn? Em chọn tình cảm hôn nhân anh. Bởi vì lòng tham có hạn rồi. Em có thích gặp nhau nhiều lần rồi nhanh nhanh rồi mình không? Hay là em thích là quy định là gặp sợ gặp nhiều quá nó chán á? Em thích người đàn ông là mạnh mẽ trong xã hội nhưng mà có sự mãnh liệt trong tình yêu nữa. Nếu như lạnh lùng quá thì không phải là mua tiếp của em. Em cũng đang muốn hỏi là anh có nhà riêng chưa? Thì anh có hai căn rồi. Một căn ở quận 3, một căn ở quận Tân Bình. Sao nói chuyện nhà cửa hoài vậy? Nói chuyện tình yêu đi. Tình yêu thì, em có muốn lấy chồng chưa? Em nghĩ là một năm là được. Em muốn hỏi anh là cái nơi xa nhất mà anh đã đi du lịch là ở đâu? Trước giờ anh mới toàn trong nước Việt Nam mình thôi. Có đi qua bên Campuchia với Lào rồi. Ok. Giống anh. Anh thấy bạn em nói nếu mà anh với em mà thích hợp để làm bạn, làm ăn, thì em nghĩ sao về câu nói đó của bạn em? Bạn em thì xuất phát từ ý tốt đối với em. Lúc đó em chưa có nhìn anh. Còn bây giờ khi em nhìn anh rồi thì em chỉ nhìn cái bụng của anh. Quên nữa, em có một cái đặc biệt tài của em là biết coi tử vi phong thủy. Vậy em coi cho cổ đi.
Xin mời em, sao coi gì? Coi cách nào anh hả? Coi mặt, coi tướng hay coi tay? Chắc anh coi, chắc phải coi tay em. Em đeo mắt kiến vô vậy hả? Trời đất. Hả? Ngọn kiến đen hả? À. Thầy bói phải đeo mắt kiến đen. Trời, tay gái trắng quá. Em đứng giùm anh thôi. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Tình duyên đưa tới em ơi. Em quên lời kém hát lại chị. Sao em lên đây em rung quá vậy? Thôi khỏi hát đi anh, vô luôn đi. Ôi hơi rung quá chị. Trời ơi. Bây giờ chúng ta nói thật những gì chúng ta suy nghĩ về người đối diện. Cái gì thật nhất có thể, không cần hoa mỹ. Nếu như mà em đồng ý thì anh có thể là khả năng nỗ lực của anh là có thể giảm cân được cho nhà bao nhiêu, cho bao nhiêu tháng? Toàn em có thể cùng với anh đi đến phòng gym một buổi, hai buổi thì anh nghĩ sẽ càng nhanh hơn nữa. Ví dụ dạ, xuống 5 ký. Em muốn hỏi là số lượng ký và số lượng thời gian, có thời gian bao lâu? À chắc cỡ chừng 6 tháng thôi, 6 ký. Hồi lúc mà em đi du lịch về là em tăng 12 ký. Sau đó thì trong vòng 4 tuần thì em giảm được có là 7 ký. Bây giờ 6 tháng 6 ký. Thời gian. Rồi thôi, hết thời gian rồi. Chúng ta đang ngồi vào hai cái ghế hết sức là quan trọng nha. Chúng ta không nên dối lòng mình. Thích thì bấm, không thích thì cũng không sao cả. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời em. Lý do tại sao bạn gái không bấm? Em không có sự rung động chị. À. Cũng không phải là tiếc của em. Thôi, em mình... xin lỗi, có gì mình làm bạn ha. Đâu gì đâu em, mình anh nghĩ là nếu mà em nghĩ vậy là đúng á, tại vì có rung động thì mình mới nên bấm. Nhưng còn... thật ra là chủ yếu là do cái bụng á anh. Nghe chưa? Dạ, em là Nguyễn Thị Nhật Tiên ạ. À, năm nay 25 tuổi. Trời đất ơi, tuổi mà nó còn không nhớ hả? Dạ, 25 tuổi ạ. Ừ. À, sinh năm. Dạ, em đang làm việc tại bệnh viện gia đình ạ. Ừ. Công việc của em là gì? À, cụ thể? Dạ, em là bác sĩ. Dạ, em là bác sĩ khoa nội ạ. À, đang thực tập 18 tháng. Ừ. Rồi, thực tập, quê của em là ở đâu? Dạ, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ừ. Rồi, em đăng ký tham gia chương trình lâu chưa? Dạ, như là tuần trước hay sao chị? Cái này là em tự đăng ký đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ, là có mong muốn nếu mà có thể có người phù hợp thì vẫn sắp xếp tham gia được đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi ok, bây giờ em chia sẻ về bản thân em đi tiên. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, tình trường của mình sao ha? Dạ dạ điểm mạnh là vui vẻ hòa đồng chị ơi, còn điểm yếu là không biết nấu ăn với lại hay quên với lại bận rất hơi bận tập trung vô việc học nhiều quá nên không có thời gian. Còn tình trường thì em chưa có mối tình nào hết chị ơi. Chà, chưa yêu ai luôn hả? Lý do sao, là lo học quá hay như thế nào? Dạ chắc cũng một phần như vậy, nghĩa là lúc một lúc mà thời kỳ học á, lúc có người thích người ta nhưng mà người ta không thích lại nên thôi không thích nữa. Còn lý do chủ yếu chắc là do em bận học quá. Rồi là sau này là em vẫn công tác ở bệnh viện gia đình hay là em sẽ chuyển bệnh viện khác? Dạ nói chung là còn tùy nữa chị, hiện tại thì em đang làm ở gia đình, còn sau này nữa thì cũng là sẽ làm ở Sài Gòn ạ. Rồi gia đình em là có hối em có người yêu không hay như thế nào không? Dạ có ba mẹ em hối. Tại thấy em một mình biết á. Nó là một mình là có vấn đề. Có vấn đề gì? Em không biết mà ba mẹ nói là lớn tuổi rồi nên là cứ một mình biết là có vấn đề. Là dạ. Mà nếu mà em tham gia là có ba mẹ em đi cùng được không? Dạ không ạ, ba mẹ em ở quê lận chứ không lên được. Có bạn bè thôi chị. Rồi em mong muốn mẫu bạn trai như thế nào? Dạ, trời nắng quá. Dạ, cao hơn em, với lại có nghề nghiệp ổn định ạ.
Em là cao mét mấy, cao hơn cụ thể là như thế nào? Con nói chung là cho chị một số cái chi tiết cụ thể đi, tuổi tác vùng miền luôn. Dạ, mình nam là tốt nhất hả chị? Tốt hơn nữa là ở Sài Gòn ạ. Tại vì hiện tại là em sẽ sinh sống và làm việc ở Sài Gòn lâu dài ạ. Còn bạn trai em cao 1m55 đi, thì bạn trai sẽ phải cao hơn em ạ. Cao hơn là 1m56. Dạ, với lại bạn trai có thể lớn tuổi hơn em cũng được, nhưng mà phải có nghề nghiệp ổn định. Rồi, có còn phải yêu cầu là làm bác sĩ giống em không hay sao, hay công việc gì cũng được? Và nếu mà là bác sĩ với giống như em thì càng tốt ạ. Nhưng mà không được thì những ngành nghề khác cũng được, ví dụ như là IT, làm về máy tính, tại vì em thấy em bị yếu mảng đó nên em muốn quen một bạn giỏi về những mảng đó. Rồi, ok. Nói chung là hôm nay chỉ là tranh thủ để nói chuyện với em thôi. Nhưng mà nếu mà được chọn á, thì thứ nhất là mình phải làm nội dung lại kỹ hơn, nhiều hơn. Chứ còn nội dung vậy nó đang bị chung chung quá. Đặc biệt là nói về bản thân em là đừng có nói là vui vẻ hòa đồng. Trời ơi, chương trình lên 500 tập rồi mà ai cũng vui vẻ hòa đồng hết, nó giống nhau. Cho nên là phải có cái đặc trưng riêng của em nữa. Thì là cái này là biên tập sẽ trao đổi nội dung với em hơn ha. Về công việc là em có bận rộn không? Em có làm đêm không hay là sao? Dạ không ạ, em làm 3 ngày thôi. À, là về tối là em sẽ rảnh được đúng không? Dạ, tối thì có bữa em sẽ phải trực ạ. Nhưng mà chỉ là một bữa trong tuần thôi. Rồi ok, thì để sắp xếp thời gian thì nếu mà em được chọn và có người phù hợp thì là sẽ có biên tập để trao đổi nội dung kỹ hơn với em nữa. Chứ còn nội dung như vậy thì nó cũng chưa đủ để mà lên sân khấu đâu. Cho nên là mình cần phải khai thác thêm nhiều nội dung nữa ha. Rồi ok, cảm ơn Tiên nha. Cái gì là em sẽ đợi thông báo từ chương trình ha. Dạ em cảm ơn ạ. Em xin lỗi vì hơi bận nha chị. Ừ ok, rồi cố gắng, nếu mà được chọn rồi cố gắng sắp xếp thời gian cho chương trình giùm chị nha. Dạ, tại hồi sáng này em hơi bận nên em không có chuẩn bị, với lại mọi người đợi hơi lâu, em xin lỗi. Ừ rồi ok, cảm ơn em, chào em rồi. Nha. Ừ. Dạ phỏng vấn của mình là xong rồi chị. Mình bấm nút đỏ rồi, cũng gọi giúp bên em nha. Dạ em cảm ơn chị. Phạm Thị Thanh Loan, em sinh ngày 1 tháng 9 năm 81, em ở Hà Nội ạ. Hiện tại em làm công việc là kinh doanh sản phẩm. Làm cụ thể là gì chị? Em là bán, tức là làm bán buôn thuốc ở trên chợ Hồng Đức Cô ạ. Bán thuốc hả chị? Dạ vâng ạ. Nhưng tôi cho. Là chị bán, gọi là chị bán, chị mở cửa tiệm ra chị bán đúng không? Dạ vâng ạ. Vậy là dược sĩ không ạ? Dạ vâng. Không anh Dung có cái nào. Rồi là coi như là chủ luôn, chủ tiệm luôn đó. Dạ vâng. Dạ. Rồi này em hỏi xíu là cái vật nhọn mà chị nói chị đi tai nạn đó là đi đâu mà nó bị vậy? Cái này là không phải vật nhọn đi đâu mà là do bê đồ chỗ bạn, nhà bạn thôi. Thì không may thì đập vào cái thành nhọn sắt đấy vào cái chỗ chán này, và mình không có cách đi có 3 ngày thôi. Dạ. Là chị để tự bê đồ đó hả? Là nặng đồ không chị? À không. Bạn em bê thì vô tình thì hai đứa vập vào nhau thì bị thôi ạ. Tức là trong quá trình bê đồ ấy thì em không may thì bị thôi. Dạ. Rồi cảm ơn chị, em hỏi cho rút kinh nghiệm, đôi khi bê đồ đơn giản nhưng mà nó hậu quả khó lường quá hả? Đúng lúc mà nó bị vô tình vấp ngã thì cái đấy là cái vật nó hơi sắc nhọn thì nó bị cứa vào ấy. Thì phải khâu thành ra là nó bị phù nề vào cái chỗ vùng mắt này, chắc phải tầm 2-3 ngày thì nó mới khỏi được ạ. Dạ, mình chỉ sợ sẹo thôi. À sẹo thì cũng bây giờ có thuốc chống sẹo rồi. Bây giờ có trên thị trường nó có rất nhiều loại thuốc chống sẹo, có thể mua ngay từ lúc mà đang vết thương hở thì đang vết thương bước như này, và có thể sau đấy cũng bôi không sao, nhưng chẳng hạn như là có chất chống sẹo như ngày trước là nó bôi cũng ảnh rất là tốt. Tức là nó làm cho mùi sẹo như trước của vết em bị thiên hạn ở mắt ấy. Cách đây phải chục năm nhưng mà bây giờ cũng không nhìn rõ. Tức là bôi chống sẹo từ lâu rồi đấy ạ. Dạ, là nó cũng có hiệu quả. Chị Nga đúng là dược sĩ mà thuốc gì cũng có. À dạ vâng. Đúng như nhưng mà lần sau phải cẩn thận nha. Nữ người 10-12 người chạy có 3-4 người Mỹ. Không phải cách đây rồi, không phải 10 năm trước rồi, phải là 20 năm trước rồi, lúc đấy chưa lấy sơ lập ra đi. Em có đi xe máy và vô tình
lơ đễnh và mình ngã xe ấy. Thì có trong lúc gãi cũng không biết vì cái gì nó đâm vào mắt cơ. Thì có bị khâu ở mắt mà khoảng tầm chục mũi sao gì đấy, nhưng mà cũng bây giờ cũng không nhìn thấy cái vết sẹo lắm. Nhưng mà em cũng bôi chống sẹo ngay từ đấy ạ, từ thời điểm đấy rồi. Chị cũng trải qua nhiều vấn đề quá ha. Vậy thì chị nói đi, cái cuộc hôn nhân đó giùm em với ạ. Chị chủ động chia sẻ là mình kết hôn bao lâu rồi, có con hay không, rồi tại sao chia tay giùm chị em đúng không? Em kết hôn từ năm 2007. Có hai bé, bé trai, một bé cũng năm 2007 luôn và một bé 2014. Trong cuộc sống thì rất là có ra khó nói lắm, bởi vì là sự chênh lệch về tuổi tác, về quan điểm sống nên càng ngày càng thấy không phù hợp với nhau ấy. Bên em hai bên vợ chồng chia tay nhưng mà vẫn đối xử với quan, tức là vẫn đối xử với nhau rất văn minh, thì vẫn cùng nhau chăm sóc con thôi, chứ cũng không có thù gì hay gì cả. Bây giờ như là những người bạn thôi. Dạ. Rồi bây giờ có cái chị là người kia có chu cấp này là gì không chị? Dạ, mỗi bên sẽ nuôi một bé, như vậy sẽ không có ai chu cấp ai cả. Nhưng mà hiện tại thì đang là mùa hè thì các cháu đang lúc tuần thì chơi ở bên nhà nội, tuần để chơi bên em. Vâng, à rồi chị ơi, bây giờ lý do làm sao mà chị không tìm được người mà phải tham gia chương trình, xa xôi quá vậy chị? Em thấy xinh xắn mà, rồi công việc cũng thành công rồi, gặp rất nhiều người chứ, bác sĩ đồ ngoài đó thiếu gì. Tại là em cũng trải qua hai mối tình rồi, cả hai mối tình đều gần như là người thì đúng người nhưng không đúng thời điểm, còn người thì đúng thời điểm nhưng lại không đúng người. Là người thứ hai gần nhất thì người ta không chung thủy, và em cảm thấy mệt mỏi với các mối quan hệ xung quanh, và em muốn tìm một người thật sự chân thành, muốn được chia sẻ chứ không phải là những mối quan hệ kiểu dạng như là để cho vui chơi. Chính vì thế em rất tin tưởng chương trình, vì đã xem qua nhiều chương trình, thấy là chương trình cũng rất là nhân văn và tìm được những người mà thật sự người đồng cảm đến được với nhau. Em càng hy vọng là mình sẽ tìm được một người mà thật sự giống với tính cách của mình, giống với những điều gì mình mong muốn và muốn được chia sẻ. Vâng, rồi. Bởi vậy nói câu đó buồn quá, chắc chị có phụ nữ mang lại hạnh phúc cho nhau chị ơi. Rồi, chị muốn tìm một người đàn ông như thế nào, chị mô tả giùm em là ngoại hình, công việc, quê quán, mọi thứ luôn ha. Ly hôn thì được hay không luôn à? Em cũng muốn tìm một người đồng cảnh ngộ, là cũng đã ly hôn rồi. Thì người ta sẽ hiểu được cái trường hợp của mình hơn. Và người đàn ông thế nào em cũng không có yêu cầu nhiều về ngoại hình đâu, chỉ cần ưa nhìn một chút là được. Nhưng cao hơn em, vì em chỉ cao 1m54 thôi, em muốn tìm người đàn ông khoảng tầm 1m7. Em tưởng cao hơn chị thì 1m55 được rồi, cũng cao hơn mà. Không, em cũng không thích người thân như thế, không hiểu tại sao không 1m6 được không nè. Không thích, em thích người cao hơn, đánh cao 1m7 trở lên. Không, mà em lên hỏi xin lỗi là chồng cũ chị hồi trước là cao bao nhiêu? Anh cao 1m7 ạ. À, rồi. Trường hợp mà nếu mà khu vực đó, anh đó là sống gần Hà Nội đi thì được không chị? Khu vực Bắc như thế nào? Cũng được ạ. Sống thật ra nếu tốt nhất thì là sống ở Hà Nội, còn nếu không thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được. Em có thể sẽ là chị định vào Nam để lập nghiệp luôn đúng không? Được em không? Cũng em với công việc của em thì có thể đi khắp nơi, thì em nghĩ là em có thể lập nghiệp ở bất kỳ nơi nào. Quan trọng nhất là em tìm được người phù hợp thì em bớt nghi ngờ có để cho em có thể ra đi được hay không, tức là để em có thể quyết tâm ra đi được không. Sự nghiệp của em thì đang tại là nhưng
biết đâu được để tìm được người phù hợp có thể cô sẽ được bên ngoài. Dạ. Rồi. Điểm chị không thích ở người đàn ông là gì ạ? Em không thích người đàn ông keo kiệt và không thích người đàn ông nói càm giảm nhiều ấy. Em thích người đàn ông phải trầm tính, một chút, biết bao dung, biết quan tâm chia sẻ. Nếu mà vui tính được thì càng tốt, còn nếu không thì chỉ cần là người điềm đạm, trầm tính, biết quan tâm và nói chung là người thực tế, là người thực tế, người không tức là người đặc biệt là phải là người trung tình thì một chút. Rất sợ những người đàn ông mà ăn không ngon nhăn đúng không? Trời ơi, mấy cái kia được hết mà chỉ mỗi cái hơi trăng hoa xíu thôi không được hả chị? Trời ơi, gọi là trầm tính rồi quan tâm mọi thứ ok hết luôn á. Vâng. Được không? Không, em hỏi thật nè. Tức là trầm tính như vậy có trăng hoa nhỉ? Là đạt được hết á, chỉ có điều là anh này gọi là rất là nhiều cô thích ảnh. Ảnh đào hoa này nọ kia thì được không? Anh rất là nhiều cô thích thì không sao, nhưng mà anh quan trọng là anh có thích nhiều cô hay không. Cái đó thì em không biết nha, rồi cái đó không biết, chị nhắm đấu lại với cô đó thì em ghét cho chị. Rồi với lại anh đó thì cái tuổi thì sao, chị nhỏ hơn chị vài tuổi hay là được không? Em có thể nhỏ hơn tối đa là 2 tuổi thôi. Em rất sợ như người nhắn tuổi hơn là sợ nó không đồng điệu. Có thể bằng hơn tuổi em là đúng không? Bằng tuổi cũng được ạ. Còn lớn hơn thì lớn hơn tối đa bao nhiêu? Tối đa 10 tuổi. Dạ. Chỉ có muốn sanh con nữa không ạ? Không có. Em thực sự rất muốn. Vâng. Thì em cũng chỉ con. Nhắc chị Hằng đừng cất cái thai em nha. Rồi ok chị. Nếu mà ghi hình ở Sài Gòn thì chắc là chị vẫn bay vào Sài Gòn để ghi hình được đúng không ạ? Dạ. Rồi mình, hôm nay mình casting là xong rồi đó chị. Nếu mà được chọn bên em liên lạc lại rồi hướng dẫn chị các cái thủ tục tiếp theo và giấy tờ và hình thức tham gia nha. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ rồi, sức khỏe.